Hello, xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Alien Game chuyên mục Minicam. Bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ có những chuyên mục ngắn giới thiệu và hướng dẫn về những cơ bản trong việc xây dựng của Mini World. Phần đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với các khái niệm cơ bản của việc xây dựng và các công cụ hỗ trợ có trong game. Trong Mini World, ngoài chế độ sinh tồn khám phá cơ bản, thì các bạn còn có thể tạo được nhiều thể loại bản đồ khác nhau với chế độ sáng tạo. Ở chế độ sáng tạo, các bạn có thể xây dựng tất cả những gì mà các bạn mong muốn với các công cụ hỗ trợ mà Mini World đã cung cấp. Từ việc xây dựng bản đồ minigame đến các bản đồ sáng tạo rộng lớn, thoải mái sáng tạo không giới hạn. Để xây dựng một bản đồ cơ bản, đầu tiên chúng ta cần phải tạo một thế giới mới. Các bạn vào phần thư viện bản đồ, tạo thế giới mới, chọn chế độ developer nhà phát triển, đặt tên cho bản đồ. Tùy chọn kích thước phù hợp với chủ đề mà chúng ta đang lựa chọn, chọn địa hình bằng phẳng để tối ưu hóa việc xây dựng. Tắt tất cả các tùy chọn không cần thiết để quá trình tạo bản đồ được diễn ra tốt hơn. Bấm vào bắt đầu. Như vậy là chúng ta đã tạo được một thế giới mới rồi. Và sau khi tạo được một thế giới mới, chúng ta sẽ đến với quy trình xây dựng và sáng tạo. Đầu tiên, để xây dựng được một bản đồ tốt, chúng ta cần có một ý tưởng tốt. Các ý tưởng các bạn có thể tham khảo từ các mục chủ đề của game. Các chủ đề lựa chọn cần phải phù hợp với thể loại trò chơi mà các bạn đã lựa chọn. Các công trình thì phải phù hợp với khả năng của riêng mỗi người, cho nên các bạn hãy chọn lựa chủ đề một cách cẩn thận nha. Ví dụ với chủ đề phòng thủ căn cứ của khoa mini 19, sau khi các bạn đã chọn được các chủ đề phù hợp như là phòng thủ bánh kem, phòng thủ khủng long, phòng thủ khu rừng hay là phòng thủ người ngoài hành tinh gì đó, thì sau khi đã có chủ đề, các bạn cần phải phân loại và sắp xếp các thành phần của bản đồ. Chúng ta xây dựng theo các thứ tự cơ bản. Đầu tiên, xây phần chính là khu vực xuất hiện ban đầu của các đội chơi. Tiếp theo đến phần hoạt động, nơi sẽ diễn ra các cơ chế gameplay chính của bản đồ. Thứ ba là các khu vực phụ như là khu vực tạo quái vật, khu vực nâng cấp hay là các khu vực mở rộng mà các bạn muốn cho người chơi trải nghiệm. Và cuối cùng, chúng ta sẽ hoàn thành các trang trí xung quanh sao cho phù hợp với chủ đề mà chúng ta đã lựa chọn từ ban đầu. Về quy trình xây dựng từng phần, đầu tiên các bạn cần khoanh vùng khu vực và tạo nền cho các công trình phù hợp với tỷ lệ bản đồ đã lựa chọn. Chúng ta sẽ chia ra từng cấu trúc nhỏ và xây dựng từ dưới lên trên. Trong quá trình xây dựng, các bạn có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ cơ bản mà game đã hỗ trợ để giúp việc xây dựng của chúng ta được hoàn tất một cách nhanh chóng hơn. Quan trọng là các bạn vẫn phải cần tập luyện và tham khảo nhiều hơn từ những người chơi khác. Càng được xem nhiều bản mẫu và tập luyện nhiều, thì càng ngày trình độ xây dựng của các bạn sẽ càng được cải thiện tốt hơn. Ok, và như vậy là hôm nay mình đã giải thích cho các bạn những khái niệm cơ bản của việc xây dựng bản đồ trong Mini World rồi. Hy vọng là với những điều cơ bản này, các bạn sẽ có thể xây dựng các bản đồ đẹp và xịn sò trong tương lai nha. Ở phần sau, mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách sử dụng những công cụ hỗ trợ xây dựng một cách hiệu quả. Cho nên các bạn hãy đăng ký kênh, bật thông báo để không bỏ lỡ các hướng dẫn hữu ích trong chuyên mục hướng dẫn xây dựng của Minicam nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chuyên mục hướng dẫn lần sau. Bye bye!